Chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Thiện ở Quỳ Gạo, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai khôi ha. Đấy đẹp nè, giá rất mềm luôn. Mong quý vị ủng hộ cho anh Thiện ha, giá trực và lắc lượng luôn. Rồi, chào anh. Chào anh Tâm, chào cô chú anh chị em gần xa đam mê mai vàng trên toàn quốc. Thì hôm nay em tiếp tục lên một cái clip gồm có một số cây mai phôi, mai đế, thần, giáng quái rồi đi giao lưu cùng với cô chú anh chị em gần xa. Thì số điện thoại giao lưu của em vẫn như trước giờ đó là 0387349494, như đây cũng là số giao lưu của em rồi. Rồi anh chị mình có chốt cây thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của em hoặc là kết bạn giao lưu ha. Rồi để mình chụp hình cây và cho địa chỉ lưu vào đó để mốt sau này có gì mình móc cái tin nhắn ra mình nói chuyện ạ. Rồi mình vô mã số đầu tiên luôn tao ơi, mã số 1, nó một cây giáng đế thú nè. Đế thú ha. Cây mã số 1. Cao là 50. Hoành thân 15. Rồi. Đó, cây giáng thú nè. Cây mã số 1. Giá 350. 350.000. Cây đế thú nha nhỉ. Rồi, số cây lên cây tiếp theo. Rồi, cây mã số 2. Cây mã số 2 cũng cây dạng cũng đế quái quái. Bài ha. Mã số 2. Đây từ đây ra là 27. Bình thông 18. Đó, cái này nó có cái hình có con gì nè. Rồi cái mã số 2 giá 350. 350. Số 3. Cao 72, để 24 giờ, quanh thân 17, cái bầu này cái bự 1 mét. Cây mã số 3 giá 300. Rồi, 300 ngàn cây mã số 3. Số 4. Cao 45. Đồ tốt trên đây 16. Rồi. À, tắt máy hay tắt. Cái mã số 4. Rồi cái mã số 4 giá 350.000. Rồi, 350 thôi vậy. Mã số 5. Số 5. Cao tất 6. Cây này nó hơi ngã ngã. Hoành thân 16. Cây mã số 5. Giá 350. 350. Rồi, xuống cây. Mã số 6. Cao 60. Hoành thân 18. 18 quá. Cái mã số 6 ạ. Giá 320.000. 320 thôi. Đây tiếp ha. Mã số 7. Cao 35. Hoành 18. Sổn tất 9. Cây mã số 7 giá 380.000. 380. 380. Cây mã số 7. Rồi, xuống cây. Ok, tiếp theo. Mã số 8. Cao 57. Hoành thân 18. Cái mã số 8 ạ. Mã số 8 giá 300. 300. Rồi, xuống cây. Mã số 9. Cái đế thú. Cao 70. Bình thân 20.
Đó, cái này cái đế quái này, 20 vành cái mã số 9. S 650. Rồi, 650. 650.000 cây mã số 9. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Mã số 10. Cao 75. Vành 17 gần 18. Cây mã số 10. Giá 300. Rồi, 300 thôi. 300.000 cây mã số 10. Mã số 11. Cao 90. Vành 20. Cụ bự. Cái mã số 11. Giá 300. 300. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Mã số 12. Cao 35. Vành thông 17 gần 18. 17 vành gần 18 vành. Cây mã số 12. Cây đế đẹp. Giá 400. 400. 400.000 cây mã số 12. Rồi, xuống cây luôn, cây tiếp theo. Mã số 13. Cao 37. Vành 17. Cái mã số 13. Giá 300. 300. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Mã số 14. Cao 60. Vành 17. Cây mã số 14. Giá 350. 350. 350.000. Dạ. Cây mã số 14. Rồi, xuống cây, lên cây tiếp theo. Mã số 15. Cây này mình mắc trúc trong một cây. Cao 56. Vành thông 18. Sổ 19 gần 2 tấc. Cây mã số 15. Giá 450.000. Rồi, 450. Rồi, xuống cây. Cây mã số 16. Cây mã số 16 này nó có thân cao. Cao 75. Đây sổ hả? Vành thân 17. Thất thân nó 3 tấc. Sổ nó tấc 7. Cái mã số 16. Ai không thích chơi tông cao này thì tán lại lùng. À, cái mã số 16 này giá 350.000. Rồi, 350 thôi. Mã số 17. Cao 65. Vành thân 19. Đế đều 4 mặt luôn. Cái mã số 17. Giá 400. Rồi, 400. Mã số 18. Cao 60. Vành thân 18 gần 19. Sổ 18. Cái mã số 18 giá 350.000. Rồi, 350 ha.
Rồi, nó xuống 18 30. Mà xuống 19. Cao 55. Bình thân 20 21, cái mã số 19 cũng là cây cuối clip nha các anh chị. Mã số 19. Bình thân 21. Cái mã số 19 này giá 350 ạ. À. Cây này cũng là cây cuối clip à. Cây cuối clip thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị em đã theo dõi clip em ngày hôm nay ạ. À. Rất mong cô chú anh chị mình xem tham khảo được cây nào và mua ủng hộ giùm em thì rồi em xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Tiện. Rồi, xin chào.